đứng lại xa hơn. Xa hơn đấy. Xa hơn tí rồi. Tôi đã bảo là đâu, có 3 cái anh. Cô đi bộ đây. Đây cây nhìn chưa? Ra chưa? Đi qua, đi qua vòng xuyến. Ơi. Ông Tạo thành phố này ông có biết đối mấy đâu rồi. Còn cái khu này á, cái khu em trường vẽ làm đây suốt. Chết. Ngày xưa người Trung Quốc ở hơi đông đấy. Sau năm 78 là quay video, cứ đi đi. Đây gọi phố đi bộ à? Cầu Tam Bạc. Cầu Tam Bạc. Nhà kia là nhà bệnh viện quốc tế. Sản Nhi. Chỉ cần nửa tiếng nữa là tắt đường anh ạ. Đi nữa này à? Đấy, công viên tập thể dục đông thế nhỉ? Này, khu này là có cái khu đẹp thoáng đãng nhất Hải Phòng ấy nhỉ? Rất hay chứ, có các tí tây đâu nhỉ? Đây là cầu quay. Quay mới à? Quay đấy, mới, không quay chứ. Quay vào mặt tập thể dục ra đáng ra đi tới từ đây về nhà mình bao nhiêu cây số? Bắt đầu lên đèn rồi đấy.